สวัสดีครับมาชมลีลาเซลแมนเวียดนามนะครับดูลีลาการขายเขานะครับเซลแมนเวียดนามลีลาการขายเป็นยังไงบ้างชมเลยครับchỉ cần đóng cho mình một cái đinh là có thể chơi cho mình 6 chiếc áo gọn gàng ngăn nắp trong một hộp được. Hai nhà mình có chơi dây như thế này thì đặc biệt không cần phải dùng cạp. Dây này có nghiêng với góc độ nào cũng không bao giờ bị xô xát, là mẫu một của mình một cột. Về phần chất lượng thì cô bác anh chị mình yên tâm. Trước khi người ta sản xuất hàng loạt thì ta tính cho mình cái trọng lượng áo một của mình khi đang ướt. Còn đây là trọng lượng nặng hơn áo một của mình khi đang ướt à. Đấy. Vài 300 ngàn không quý bằng một món quà nho nhỏ thì lời đánh giá chỉ có 10.000 đồng một cây. Nếu 5 cây là tặng được 1 cây à. 3 cây trong tủ, 3 cây bằng tôi màu sắc. Thấy thì không cần à, thấy thì không cần, nhưng khi cần lại không thấy. Mình mua cái gọn gàng, mua cái ngăn nắp về cho gia đình mình dùng à. Anh mang cây bán đi. Không à, anh đi 5 vòng cũng mình như vậy à. Bán luôn ngay.